Thế Kiên xin kính chào quý cô chú chị các bạn ạ. Đây đằng sau em đây là hai bức tượng Quan Thế Âm Bồ Tát ạ, bức tượng Đạt Ma Sư Tổ ạ. Thì hôm qua với lại sáng nay em Kiên cũng mới vừa cái hoàn thiện xong, thì bây giờ em Kiên sẽ tẩy hàng ạ. Thì nay em Kiên tẩy cái hai bức hàng này rồi em phun sơn. Em cũng làm cái video ngắn ngắn để chia sẻ cùng với quý cô chú anh chị các bạn ạ. Cô chú anh chị các bạn trải nghiệm cùng em Kiên nhá. Ủng hộ cho em Kiên, em cảm ơn cả nhà rất nhiều ạ. Ở đây thì em cũng chuẩn bị sẽ hết cái đồ về rồi. Trước khi tẩy hàng thì em phải đeo hết vào bộ có acid. Đeo găng tay trước này, đeo khẩu trang này, đeo kính này. Đeo kính thì tránh bắn vào mắt ạ. Đeo vào tay thì khỏi nó ăn ra tay ạ. Quý chị các bạn trải nghiệm cùng em Kiên nhé. Em Kiên là tẩy hàng là phun PU nhá. Cảm ơn cô chú anh chị và các bạn đã đồng hành ủng hộ cho em Kiên ạ. Đây. Bây giờ là em sẽ chuẩn bị hết. Đó, để em Kiên đeo khẩu trang trước này. Đây. Cái này là acid này. Đấy, acid này mới lại cộng cái này nó đây, để nó tẩy hàng. Tẩy gỗ ạ. Bột khai. Bột khai hiệu người cá này. Mùi nó cách khai xong rồi trộn với acid. Hai cái này trộn với nhau cô chú anh chị các bạn ạ. Để thành một hỗn hợp để tẩy gỗ. Hai cái bước đấy thì nó tẩy nó trắng bóc luôn. Mời cô chú chị các bạn là trải nghiệm cùng em Kiên nhá. Trải nghiệm cô chú chị các bạn là trải nghiệm cùng em Kiên ạ. Em đã chuẩn bị một cái gáo đây này để pha hỗn hợp vào để quét ạ. Quét xong bắt đầu Kiên lấy máy xịt. Em Kiên sẽ tiến hành pha hóa chất ạ. Căn trường là tỷ lệ em quen rồi. Cái bột khai này thì nó không có bị khăn tay nhưng mà có axit nhưng mà khăn tay. Ăn nó cắn, cắn ra tay và nó cắn nhói nó ngứa đâu. Rồi, đeo cái mắt kính rồi đó. Là nó chảy ra thành nước. Cho nên em Kiên phải cột nó lại để cho nó ở nơi khô ráo. Đó. Một thứ này, cái này quan trọng nữa. Acid. Đó, nó có ga luôn này. Em mở ra nó xì cái luôn. Sủi bọt lên bọt đây. Đó, thì nó sủi bọt lên của chú chị các bạn ạ. Để em Kiên sẽ tiến hành tẩy ạ. Để em quay sát đây cho cô chú chị các bạn xem nhá.
Kiên cũng đã quét hết một lượt rồi quý cô chú anh chị các bạn ạ. Và lấy acid rồi em tẩy quét hết một lượt rồi. Và chờ 30 phút nữa, 30 phút nữa bắt đầu là em kéo cái máy xịt áp lực ra, bắt đầu em xịt sạch đi, bắt đầu là chờ khô xong bắt đầu em chiều mới phun được ạ. Đó, công đoạn phun sơn này cũng là mất một ngày, tẩy rồi phun sơn là mất một ngày. Đó, làm kỳ công lắm mọi người ơi. Đấy, nó đang đi sùi bọt đây này, để em quay cái máy lại cho cô chú anh chị các bạn xem nhé. Nó đang sùi bọt rồi. Đó, những bước kia là nó đang sùi hết bọt rồi nha. Đấy, tẩy nên mục đích là cho nó hết cái mủ đi, cái nhựa của cái gỗ này, để nó tạo nó ra vân cho nó đẹp rồi. Có là lúc cái nhựa nó xì ra thì bắt đầu là nó xuống màu, của nó bị xuống màu của quý cô chú anh chị các bạn ạ. Mục đích là tẩy để cho cái nhựa nó hết đi, để cho nó khỏi xuống màu gỗ. Nó vẫn có xuống màu rồi, nhưng mà nó phải được vài năm nó mới xuống màu. Trên chờ 30 phút là em mới đi xịt. Bây giờ cũng đã chờ được 30 phút rồi, bây giờ là màu gỗ chuyển sang màu trắng rồi cô chú anh chị các bạn ạ. Bây giờ em Kiên sẽ lấy cái vòi áp lực em Kiên xịt thì nó thành cái, bắt đầu chờ khô, bắt đầu chiều Kiên phun sơn. Nước ra đen xì. Hello cả nhà ơi. Giờ là buổi chiều rồi, nó khô hết rồi cả nhà. Giờ em phun đây. Đấy, thì nãy giờ em cũng đã pha xong PU rồi, khỏi mất thời gian rồi. Cả nhà thì em đã pha sẵn rồi, giờ em phun ạ. Đấy, em phun xong thì ra đây là tách lấy ạ. Để lấy xèng tiêu.
Lâm Kiên cũng đã phun xong ra lực lượng của chú chị các bạn ạ. Cảm ơn cô chú chị các bạn đã theo dõi và đồng hành Lâm Kiên ạ. Chân thành cảm ơn cả nhà rất nhiều. Chú chị các bạn xem video thứ hai thì cho xem xin một like, xem và đăng ký kênh ạ. Và nhớ bấm chuông thông báo để nhận thông báo khi Lâm Kiên ra video mới ạ. Lâm Kiên xin chào và hẹn gặp lại cô chú chị các bạn nhé. Bye bye. Thì rất là lâu rồi, Kiên quay văn tắt rồi. Cảm ơn cả nhà rất nhiều. Kiên xin bye bye lần nữa nha, cảm ơn.